Chào mọi người. Thì hôm nay thì quá lâu rồi không có quay clip, tại vì lu bu quá mọi người ơi, mọi người thông cảm. Thì hôm nay thì sẽ trở lại video với cái tiết mục đó là kiểm tra hàng trước khi giao cho khách hàng nha. Thì hôm nay thì cũng có một cái chú khách rất là dễ thương, thì đã chốt một số đèn để sử dụng cho biệt thự. Thì đây là những cái bộ đèn rất là đẹp nha, mà đặc biệt chú chỉ chọn toàn bộ là cái đèn ánh sáng vàng thôi. Thì đầu tiên đây là cái chiếc đèn UFO ha, đèn UFO. Thì sẵn đây mình test và mình cũng giới thiệu luôn với quý khách để quý khách có nhu cầu thì sử dụng nha. Thì nói chung là cái đèn năng lượng mặt trời và ánh sáng vàng thì ở trên thị trường nó cũng hơi hiếm nha. Hôm nay lù quá quý khách không cảm, tại vì những tháng này đó thì nắng nóng quá nên là hầu như đèn năng lượng mặt trời nó đang rất là khó khăn. Và đây là cái chiếc đèn năng lượng mặt trời nha, cực kỳ nặng nha quý khách. Đây là đèn UFO. Đây là nhà sản xuất ghi rõ ràng nè, 500W nha, giờ sản xuất tháng 4 năm 2024 nha, cực kỳ mới ra lò nóng hổi luôn. Và đèn này sử dụng tấm pin mono nha quý khách, cực kỳ đẹp, đèn to, chất lượng nặng. Đèn này tới 10 viên pin, công suất 500W, 10 viên pin nha, đèn chuẩn nha. Tính ra là cái đèn này là tới 60 mAh, nên là cái độ sáng rất là chất lượng, rất là ok. Khác với những cái dòng đèn khác thì thông thường thì cái viên pin ít thì nó chỉ sáng được vài tiếng thôi là nó rất là tối. Đây để mình bật lên để coi nó sáng như thế nào nha. Rồi, đây đang sáng, ánh sáng màu vàng nha. Đây, ánh sáng rất là sáng nha quý khách, ánh sáng cực kỳ tốt. Thì trong đèn thì cũng có remote nè, rồi kèm theo một số ốc vít. Và đèn thì có remote nè, ốc vít và một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời rất là xinh xòn, rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp. Đèn này thì nó có nhiều chế độ nha, auto tự động nha, điều khiển bằng remote nha. Có chế độ radar nha, tức là nó cũng có cái chế độ cảm biến người nha, và nó cũng có cái chế độ sáng xuyên suốt nha. Tại vì đèn này nó dung lượng pin nên là nó rất là nhiều cái chế độ để chúng ta có thể chọn lựa. Và đặc biệt là những cái đèn ánh sáng vàng thì khi bắt lên thì cực kỳ sang, nó rất là thích hợp cho những khu vực sang trọng. Và thông thường với cách mà thấy đa số những cái biệt thự, những cái nhà sang trọng á, thì thường người ta sử dụng đèn ánh sáng vàng rất là nhiều nha. Ánh sáng vàng nó rất là dễ chịu cho mắt, và cái mình nhìn thì nó không có chói, nhưng mà khi nó gọi xuống với dưới đất xuống với đường đi thì nó cực kỳ đỏ, cực kỳ nét. Thì công trình này thì có 6 đèn ha. Thì đây là cái đèn đầu tiên ha. Đây là mình cũng sẽ kiểm tra từng đèn hết một cái. Công trình này 6 cái đèn UFO và một cái và 9 cái đèn đường nha, đèn bàn chải thôi chứ cũng không phải là một cái đèn cao cấp lắm, chỉ là đèn bàn chải thôi. Nhưng mà ánh sáng vàng, do cái ánh sáng vàng thì nó hiếm nên là mình sẵn dịp đây là mình quay luôn cho quý khách cũng xem. Okay. Thông thường thì thị trường thì chỉ bán cái đèn này thì chỉ có ánh sáng trắng thôi chứ không có ánh sáng vàng đâu. Ánh sáng vàng là một dòng đặc biệt. Cái đèn thứ hai này thật sự ra khi mình khui ra mình thấy là nó để mát 2024 là mình yên tâm rồi, chắc chắn 100%, không bao giờ bị lỗi. Tại vì trên tất cả những cái đèn này nó đều có đóng mộc và dán tem gọi là kiểm tra CQ hết. Đây là cái đèn thứ ba. Đây, bật thử đây.
lưu ý là cái đèn này chúng ta bật chúng ta phải giữ nha, chứ chúng ta bấm cái thì nó không lên nha. Chúng ta bấm giờ ta phải giữ. Chúng ta bấm chúng ta giữ thì nó sẽ kích hoạt cái công tắc. Đây là cái đèn thứ tư. Đèn đát mới cứng luôn nha. Đây thì cũng nói rõ là đèn nhập Trung Quốc nha quý khách. Cho nhiều quý khách thì nhiều quý khách thì thường là chỉ ứng cái đèn Trung Quốc, không có thích. Nhưng mà thực sự ra đèn mình nhập Trung Quốc thì mình ở Trung Quốc thôi. Ăn cho mình cũng không có phải nói điêu nói xạo để làm gì. Mà hầu như là mình bán từ năm 2016 tới nay là 8 năm rồi. Ngoài Trung Quốc ra mình cũng chưa thấy cái đèn nào khác của nước khác, chỉ có đèn Trung Quốc thôi. Bật lên ánh sáng nó chiếu vào cái tấm pin, nó sinh ra điện, nó sẽ kích hoạt cái mặt ha. Thì chúng ta bật cái nó lên dễ dàng rồi, vậy đó. Ví dụ như ta về mà chúng ta bật mà thấy nó không lên thì chúng ta bật là ta dỡ cái tấm pin lên lần nhiều ha. Rồi đây là những cái chiếc đèn UFO. Và tiếp theo là chính cái đèn đường nha. Chính cái đèn đường này cũng ánh sáng vàng nha. Và đèn này thì công suất 300W nha, tấm pin cực kỳ lớn nha. Kích thước là 350x630 nha. To lớn nha. Cũng có một cái tấm pin nè, một cái remote nè. Rồi có cái đèn nha. Cái đèn trong đèn thì nó cũng có tai bắt đèn, rồi giá bắt băng tấm pin này kia đầy đủ. Nói chung là mua gì để lắp thôi, không cần mua gì thêm. Ốc vít này kia đầy đủ nha quý khách, ốc vít này kia đầy đủ. Đây là nhìn chính cái đèn, khá nặng chưa. Đây đây
quý khách thấy thì thực sự nó không có sáng lắm nha, nhìn thì không sáng lắm nhưng mà gọi cực kỳ rõ nha, để ánh sáng vàng thì nó vậy, cái màu nó cũng bị chói mắt à, nên là thông thường những cái biệt thự, những cái công trình sang trọng thì người ta sử dụng ánh sáng vàng thôi. Ok, hay là chính bộ ha, chính bộ cũng về chung một công trình. Thì công trình này thì lấy rất là nhiều loại nha, đèn đường, đèn UFO, đèn cắm cỏ, rồi đèn pha ánh sáng vàng nữa. Nhưng mà hiện tại thì pha ánh sáng vàng đang hết hàng, mình là bật giao cái đèn đường và đèn UFO trước, một số đèn trang trí cắm cỏ này kia rồi cũng đã giao rồi. Cao cấp nên là ánh sáng vàng này lúc nào cũng có, những khách cần thì cứ liên hệ mình nhé.